Nhắc tới chuyện dằn mặt kẻ thứ ba, chắc hẳn cư dân mạng cũng từng chứng kiến không ít những màn khẳng định chủ quyền đến từ nóc nhà đối với các ông chồng. Câu chuyện của người đàn ông ở Indonesia đi ra đường với chiếc xe máy gắn đầy đinh yên sâu chính là một trong những ví dụ điển hình. Cụ thể, theo bài viết được đăng tải, có lẽ anh chồng này nói với vợ về việc mình cần ra ngoài, chẳng những đồng ý cho chồng đi, cô vợ đáo để này còn tặng cho anh một lễ vật có 102 để tránh chuyện chồng mình lén phén với cô nàng nào đó. Nóc nhà này đã trang bị cả một chiếc yên sâu đầy đinh nhưng chan chứa tình cảm. Chỗ này chỉ dành cho mình em, khiến anh chồng cũng phải toát mồ hôi hột. Có thể thấy, chiếc yên xe này được cô vợ chuẩn bị rất tỉ mỉ, với độ rải đinh đều và không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Nhiều người chứng kiến hình ảnh này cũng phải giật mình trước độ cao tay của người vợ và chắc chắn cô sẽ yên tâm phần nào về chồng của mình nếu anh ta có đi ra ngoài một mình. Câu chuyện và loạt hình ảnh khẳng định chủ quyền này ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận về không ít sự quan tâm từ dư luận. Có không ít người cho rằng đây quả là ý tưởng đánh dấu độc đáo và chắc chắn sẽ khiến đấng mày râu phải dè chừng mấy phần. Đây giống như một lời nhắc nhở dành cho các ông chồng về việc mình đã là người có vợ, bất cứ tư tưởng ngoài luồng nào cũng sẽ bị dập tắt với yên xe sâu gây gốc thế này. Hiện tại, câu chuyện và loạt hình ảnh yên sâu rải đầy đinh khẳng định chủ quyền về ông chồng kể trên vẫn đang nhận về sự chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Trước hành động có 102 này từ cô vợ, đông đảo cư dân mạng để lại những bình luận nể phục và hài hước.